Cho anh cái tô bún đùi gà. Khách mà cứ đi vô quán mến là hay kêu vậy á. Nhưng mà cái này á là cái sừng cây chìa, là cái của thịt heo, của cái phần à, cái đùi heo sâu á mọi người. Là một con heo là nó chỉ có hai bên là chỉ có là hai bắp, mà cưa đôi như thế này là nó chỉ có là bốn bắp thôi. Đó là một con heo như thế này là bốn bắp này. Trong cái bộ phận con heo á là cái sừng cây chìa, là cái đùi sâu là cái ngon nhất luôn. Cái thịt của nó dai, ăn nó rất là thơm. Mà khách hay tưởng đâu là cái đùi gà không à. Rồi bây giờ để mình múc bún cái tô này ra cho khách ăn cái nha. Đang múc mấy tô bún thì anh Grab anh vô anh lấy đơn. Cái ảnh có kể chuyện cho mình nghe cũng vui lắm. Mà sao nhiều người ta thích chơi cái đó ta? Có gì đi chơi mà lấy tiền nó đi cho ăn ăn bún còn ngon hơn À, mà đúng sao không? nhiều người chơi em vẫn không hiểu tại sao luôn ấy. Người ta mê là mê muốn ăn của người ta, À, muốn ăn của người muốn ta. ăn của người ta mà đâu có ăn được, nhiều khi đâu có ăn được. Mà đâu có ai ngu để cho ăn đúng Đúng không? rồi, cái thằng mà đè nắm đầu nó đâu có để ngu mà nó ăn đâu, mà có ăn người ta lắm. Mà sao mình vẫn chơi không hiểu luôn. Đó vậy, tôi là để tiền ăn đồ ăn này, Ăn no chạy ăn đúng không? no chạy để dành tiền cho vợ nó hưởng. Có chồng như anh này quá ok luôn Còn ha, xuống ngon không? một chiều nữa. Anh ăn tô đi, Không, nó quay lại mấy ngày. lát quay lại ăn nha. Ở chạy đây mà. Dạ anh rồi có quay lại đó, em sẽ mời anh ăn một tô nếu mà anh quay lại. Xíu đi. Mấy giờ? Đúng giờ Mà nha, đừng có chạy lên cây nha. giao xong là coi có nó có đủ được không, nó quay lại ăn chứ ăn cơm. Ok, quay lại đi, em mời anh ăn miễn phí luôn. Anh Thấy mến đi lên trên trên YouTube quá trời luôn. lộn người đó. Không dám đâu, không có đi đâu, đem có lộn. Xong chưa? Rồi xong rồi đó, đây đủ chưa, Không có còn lộn. thiếu gì nữa không? Bỏ vô gì, ăn có hai phần mà. À, khách xin cho nhiều hả? Rồi, ok, Thank you. à, tí quay lại nha. Ok.